Quý khán thính giả thân mến, hôm nay tôi muốn chia sẻ 10 mẫu câu tiếng Anh thường dùng khi giao tiếp tại quầy check-in tại sân bay thông qua câu chuyện Một ngày đen đủi của tôi tại sân bay Melbourne, Australia. Quý khán thính giả thân mến, 9 giờ sáng hôm qua, ngày 30 tháng 9 năm 2019, tôi ra sân bay Melbourne làm thủ tục bay về Việt Nam. Đêm hôm trước tôi đã chuẩn bị rất kỹ đồ đạc, sẵn sàng cho chuyến bay. Khi tới sân bay tôi vào thẳng quầy check-in, gặp một cô nhân viên hãng bay mà tôi đi. Cô ấy chào tôi. Good morning, where are you flying to today? Good morning, where are you flying to today? Where are you flying to today? Câu này có nghĩa là hôm nay bạn bay đi đâu? Câu trả lời của tôi là Việt Nam. Sau đó thì cô ấy nói May I see your passport, please? May I see your passport, please? May I see your passport? Có nghĩa là cô ấy muốn xem hộ chiếu của tôi. Tôi đưa hộ chiếu của tôi cho cô ấy và nói Here you are. Here you are. Sau khi xem hộ chiếu rồi, cô ấy tiếp tục yêu cầu Could I see your ticket, please? Could I see your ticket, please? Could I see your ticket? Có nghĩa là cô ấy muốn xem vé máy bay của tôi. Tôi đưa cho cô ấy và nói Here you go. Sau đó cô ấy có hỏi tôi là có muốn kiểm tra hành lý hay chiếc túi nào không? Bằng câu hỏi Are you checking any bags? Are you checking any bags? Và tôi trả lời Just this bag. Sau khi nhìn thấy hành lý của tôi, cô ấy có yêu cầu Please place your bag on the scale. Please place your bag on the scale. Câu này có nghĩa là tôi đặt hành lý của mình lên chiếc cân. Tôi nói OK. Thật không may, cô ấy thông báo với tôi rằng Your baggage is too heavy. You must remove some items. Your baggage is too heavy. You must remove some items. Your baggage is too heavy. Có nghĩa là chiếc túi của tôi quá nặng. You must remove some items. Tức là cô ấy nói tôi phải bỏ bớt một số thứ ra. Tuy nhiên, tôi không muốn bỏ thứ gì ra và đưa ra một yêu cầu khác. Can I pay money for overweight? Can I pay money for overweight? Tôi có thể trả thêm tiền cho việc quá cân không? Và bao nhiêu? How much? Thật may mắn là cô ấy trả lời Yes, of course. Tiếp theo, cô ấy hỏi tôi có hành lý xách tay không? Do you have a carry-on bag? Do you have a carry-on bag? Do you have a carry-on bag? Và tôi nói, one bag. Tôi chỉ có một chiếc túi xách tay thôi. Sau đó cô ấy hỏi, Are you traveling with any liquids? 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 Liquids là chất lỏng. Câu này có nghĩa là, tôi có mang theo chất lỏng nào không? Và tôi trả lời, No, I'm not. Sau đó thì cô ấy không hỏi thêm gì nữa. Cô ấy nói rằng Here are your boarding passes. Your seat numbers is 27B. Cô ấy đưa cho tôi thẻ lên máy bay và chỉ rõ cho tôi số ghế ngồi. Tôi đáp lại cô ấy Thanks a lot. Cảm ơn cô nhiều. Và sau đó, cô ấy thông báo cho tôi một tin rất vui. Your flight is delayed by 2 hours. Your flight is delayed by 2 hours. Oh, máy bay của tôi bị hoãn những 2 tiếng. Oh my god.